Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự Ukraine. Theo kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine ở Kislyka, chiếm được toàn bộ ngôi làng và tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các ngôi làng lân cận. Đồng thời các cuộc tấn công trên bộ đầu tiên nhắm vào Makika đang được tiến hành. Kênh Toby Ayodele cho biết, trên hướng Kubians, cuộc tiến công của Nga không chỉ được thực hiện gần Kislovka và Kotliarovka mà còn gần Kramani, Kênh Riba cho biết, trong những ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine. Đổi lại, Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào trận địa phòng không Nga ở mũi Takhankut tại Crimea mà không có thương vong. Theo hướng Li Măng, lực lượng Nga tiếp tục tấn công Makivka, thiết lập quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía đông. Kênh Military Summary đưa tin, binh sĩ Ukraine đang chạy trốn khỏi vòng vây giữa Ocheritin và Novo Kalinove để tìm cách rút về Akhangaske. Theo kênh Riba, trên mặt trận Bắc Adivka, quân Nga đang tiến về phía Akhangaske, giao chiến tại Keramik sau khi họ dọn sạch Novo Kalinove, áp lực lên các vị trí của Ukraine sẽ ngày càng gia tăng. Trong khi đó, kênh Ukraine Watch cho biết bước tiến nhanh hơn của lực lượng Moscow khi xác nhận các mũi xung kích đã đột phá tới Netailovo. Cuộc giao tranh đang diễn ra tại trung tâm ngôi làng Kênh RV Voenkori đưa tin, Bộ Quốc phòng xác nhận việc giành quyền kiểm soát Novo Bakhmutovka trong trận chiến gần Adivka. Trong ngày, Nga cũng loại khỏi vòng chiến 380 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra còn có một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép, 5 phương tiện bị tiêu diệt. Tại một cuộc họp về vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dữ liệu về nền kinh tế Nga đầu năm cao hơn dự báo của chính phủ, ngân hàng và một số chuyên gia khác GDP của Nga trong thời gian tháng 1 và tháng 2 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Ông Putin cũng khẳng định nguồn thu ngân sách liên bang Nga 3 tháng đầu năm tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ 2023. Tổng thống Nga lưu ý, hoạt động công nghiệp của Moscow đang trên đà tăng trưởng và sản xuất công nghệ đã tăng 8,5% trong tháng 2, cao hơn so với tháng 1, mức tăng trưởng đạt 4,6%. Nền kinh tế Nga đã cho thế giới thấy khả năng bền bỉ, trụ vững trước áp lực chưa từng có từ bên ngoài và tiếp tục tăng trưởng, trái ngược với những dự đoán là sẽ suy thoái, sụp đổ dưới áp lực lệnh trừng phạt của phương Tây. <laughs> Truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA ngày 29 tháng 4 trích dẫn một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, Mỹ là kẻ quấy rối khi cung cấp tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km cho Ukraine. Quan chức Triều Tiên cũng tuyên bố, Mỹ sẽ không bao giờ có thể đánh bại quân đội và nhân dân Nga anh hùng bằng bất cứ vũ khí hay sự hỗ trợ quân sự nào. Vị quan chức này cũng khẳng định Washington từng nhiều lần né tránh vấn đề chuyển giao tên lửa tầm xa cho Kiev bằng cách tuyên bố không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng nước này đang ngày càng lộ rõ bản chất là kẻ phá hoại hòa bình và luôn thúc đẩy mở rộng xung đột bằng cách cung cấp thêm vũ khí. Hiện giới chức Mỹ và Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Báo Kiev Post vừa qua dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ đã thắng thầu 81 trong số 117 máy bay thời Liên Xô của Kazakhstan. Tuy nhiên, nhà thầu quốc phòng Kazbek Export của Kazakhstan đã bác bỏ thông tin trên. Đơn vị này cho biết cuộc đấu giá được tổ chức theo đúng luật pháp và với giới chức trách đã xác định rằng tất cả các máy bay chiến đấu chỉ có thể bị loại bỏ để lấy kim loại. Được biết, nguồn tin không nêu chi tiết số lượng máy bay mỗi loại được mua, nhưng cho biết giao dịch mua của Mỹ bao gồm máy bay tiêm kích MiG-29, máy bay cường kích MiG-27 và Su-24. Lý do đằng sau động thái này chưa được công bố. Tuy nhiên, theo Kiev Post, những loại máy bay này đều có trong biên chế ukraine vì vậy có những đồn đoán rằng các máy bay mỹ mua từ kazakhstan có thể sẽ được đưa tới ukraine nga hiện chưa bình luận về thông tin trên